Tử Vi tuổi canh tí, sinh năm 1960, tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, được thầy Tử Vi dự đoán, thế thời gặp vận, thoát khổ, dầu nứt tường, đổ vách. Tử Vi tuổi canh tí, sinh năm 1960, tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, được thầy Tử Vi dự đoán, thế thời gặp vận, thoát khổ, dầu nứt tường, đổ vách. Xin kính chào quý cô bác tuổi canh tí, sinh năm 1960, đang theo dõi chuyên mục Tử Vi mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tử vi tuổi canh tí, sinh năm 1960, tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023. Người sinh năm 1960, là tuổi con chuột, tức là năm canh tí, sinh năm 1960, thuộc mệnh bích thượng thổ, đất trên vách. Tử vi tháng 1 năm 2023, tuổi canh tí, sinh năm 1960 âm lịch, thấy rằng đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với bản mệnh, bạn gặt hái được nhiều thành công trên mọi phương diện của cuộc sống, từ công việc, tài lộc, cho đến tình duyên. Thời điểm hoàng đạo cho người canh tí xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ, và tháng chẵn, xuất hành vào ngày giờ nói trên, sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi, không lo hao tổn tiền tài, mà lại thu được nhiều thành quả như ý. Tổng quan tử vi có thể nói rằng, tháng 1 âm lịch khởi đầu năm quý mão 2023, là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi canh tí, sinh năm 1960, bạn nên tranh thủ cơ hội này, để bắt tay vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Trước hết trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 tuổi canh tí, sinh năm 1960 thấy rằng những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công. Trên phương diện làm ăn, bạn cũng trở nên năng động hơn, trước thời cuộc nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Dịch mã xuất hiện cho thấy, bản mệnh càng xông xáo sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu. Con giáp này đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé. Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực trong tháng này, ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc tìm hiểu thêm về đối phương. Gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống, là người coi trọng an nhàn, cả đời tài lộc không thiếu, mọi việc đều thuận lợi, gặp hung hóa cát quý nhân phù trợ nữ thì hưng vượng loại chuột này trưởng thành sớm với họ hạnh phúc và sự hài lòng được tìm kiếm theo trình tự trật tự và sự an toàn họ sẽ cố gắng để phát huy những điểm mạnh của mình và để được công nhận tài năng họ rất thực tế và không chạy theo những giấc mơ viển vông họ thích duy trì mối quan hệ tốt với tất cả mọi người và thích làm việc ở một nơi hoặc một công việc lâu dài mà ở đó họ có những người bạn trung thành họ luôn tập trung vào từng việc một lúc và rất cẩn thận kỹ lưỡng trong công việc ở một mặt khác họ có thể quá chú tâm tới thành quả tự cho mình là đúng và không nhẫn nại với người khác đặc biệt khi họ quá nôn nóng để hoàn thành mọi việc theo đúng tiêu chuẩn của mình họ rất quan tâm tới danh tiếng và thể diện của bản thân cũng như nhiệt tình và bảo vệ những người mình thương yêu họ có tiêu chuẩn vật chất cao và luôn so sánh mức độ thành công của mình với đồng nghiệp người này cũng có thể trở nên quá thực dụng và keo kiệt về tiền bạc họ không bao giờ chơi trò may rủi và hiếm khi chớp lấy cơ hội kết quả là vận mệnh của người này tiến triển chậm nhưng mà chắc chiến binh tý tuân theo các quy tắc và tiêu chuẩn hoạt động và mong đợi những người làm việc cùng cũng tuân theo tiêu chuẩn như vậy một trong những tính cách dễ nhận thấy của người tuổi canh tí đó là sự ổn định ổn định này bao gồm nguyên tắc lập trường tư duy quan điểm nhìn nhận lối sống công việc tâm lý của họ luôn bền vững luôn luôn nghĩ điều tốt làm việc thiện yêu ghét đều phân minh rõ ràng Phần luận giải tử vi chi tiết trong video ngày hôm nay trên bốn phương diện chính của cuộc sống trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão cho người tuổi canh tí, sinh năm 1960. Gồm sự nghiệp, tình cảm, tài lộc, sức khỏe. Về mặt sự nghiệp người tuổi canh tí, sinh năm 1960. Bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình ngay trong tháng đầu năm 2023 âm lịch này bạn vốn là người có chí hướng lại thêm bản tính cẩn thận tỉ mỉ nên ắt gặt hái được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ dưới sự nâng đỡ của nguyệt lệnh lâm đế vượng con đường công danh của bạn vô cùng hanh thông rộng mở bản mệnh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó không tiếc hy sinh thời gian cá nhân để làm việc và cống hiến thì ắt sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao nhờ những mối quan hệ xã giao thuận lợi, mà bạn luôn được bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ mỗi lúc khó khăn, do đó nhiều rắc rối, trục trặc nhanh chóng được giải trừ, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong thách thức, từ đó khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình. Người làm lãnh đạo, nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, bạn biết sắp xếp đúng người, đúng việc, quyết đoán đúng lúc, nên hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Trong tháng này, thậm chí bạn tìm ra hướng đi mới trong công việc, giúp mọi việc không còn tiến triển theo lối mòn quen thuộc, khiến mọi người đều cảm thấy hăng hái, nhiệt huyết hơn. Với công việc có dịch mã chiếu mệnh, cho thấy bạn càng xông xáo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bao nhiêu thì càng dễ gặt hái thành công bấy nhiêu, vì thế bạn hãy đón nhận những điều mới mẻ, thậm chí là thách thức với tâm thế tích cực đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai. Về mặt tài vận, xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi canh tí, sinh năm 1960. Con đường tài lộc của người tuổi canh tí, sinh năm 1960 cũng có những điểm sáng đáng kể, ngay vào thời điểm này bản mệnh có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dám dũng cảm thử thách bản thân nên đồng tiền chảy về túi bạn là hoàn toàn xứng đáng. Người làm ăn, buôn bán, nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng bay về tới tấp bạn hoàn toàn có thể kiếm được một khoản tiền gấp nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó. Con giáp này cũng có thể tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay với người làm công ăn lương bạn nhiệt tình với công việc sẵn sàng chấp nhận thử thách để khẳng định bản thân nên dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức tăng lương đây chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng may mắn ngay từ những ngày tháng đầu năm mới như thế này người có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành ngay vào thời điểm này dịch mã cho thấy bạn có thể sẽ phải xông xáo và vất vả hơn trước đây thậm chí phải đi xa phải làm việc ngay cả khi mọi người đều nghỉ ngơi nhưng thành quả bạn gặt hái được chắc hẳn sẽ khiến bạn hài lòng khi có điều gì chưa hợp lý, chưa hiểu, bạn cũng đừng ngại hỏi thêm người giàu kinh nghiệm nhá. Về mặt tình cảm tháng một âm lịch, năm quý mão 2023, cho thấy Người tuổi canh tí, sinh năm 1960, cũng sẽ gặp nhiều điều may mắn trên phương diện tình duyên, dù là người đã lập gia đình, hay vẫn còn độc thân, bạn cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình, dưới ảnh hưởng tích cực của nguyệt lệnh đế vượng, cũng như ngũ hành tương sinh người đã có đôi có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình bạn và người ấy luôn cùng nhau san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một gắn kết hai bạn có thể cùng cổ vũ tạo động lực cho nhau không ngừng vươn lên trong cuộc sống với người độc thân bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng thậm chí bạn cũng có thiện cảm với đối phương ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên vì thế bất kể là nam hay nữ bạn cũng có thể chủ động trò chuyện giữ quan hệ với đối phương thông qua quá trình trò chuyện thường xuyên bạn có thể xác định được người ấy có thực sự phù hợp với mình không, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp. Về mặt sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi canh tí, sinh năm 1960, trong tháng đầu tiên của năm quý mão này, nhìn chung ổn định, không có biến động gì quá lớn lao, trong thời điểm này. Thậm chí những người bệnh lâu ngày, còn có thể đón những tin tích cực, ví như bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, bạn tìm được thầy, được thuốc, phù hợp. Người trẻ tuổi phấn đấu trong sự nghiệp có thể sẽ phải làm việc khá vất vả, song bạn không nên khiến cơ thể rơi vào tình trạng lao lực dù có đang làm ăn lớn đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Việc rèn luyện thể dục thể thao khi có thời gian rảnh cũng là vô cùng cần thiết. Chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi canh tí, sinh năm 1960. Minh đường tử vi rất mong rằng quý cô bác tuổi canh tí sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo